Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh COVID-19 và bão lụt, ngày 28 tháng 11 vừa qua, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trở lại hoạt động đêm phố cổ với những chiếc đèn lồng lung linh rực rỡ sắc màu. Nhờ đó mà người dân nơi đây có thể tận hưởng ngày rằm hạ nguyên thêm phần ý nghĩa. Nhân dịp thành phố tổ chức trở lại hoạt động đêm phố cổ cũng đúng vào dịp ngày rằm hạ nguyên, nhiều hộ gia đình tại Hội An đã nối nức đi mua sắm đèn lồng, vừa là để thay thế cho những chiếc đã cũ hỏng, lại thêm phần trang hoàng nhà của mình. Vì thế, những ngày này, ở hầu hết các cơ sở sản xuất đèn truyền thống, những người thợ phải luôn chân, luôn tay để kịp giao hàng cho khách. Trung bình một người làm một ngày là khoảng mười mấy, 20 cái. Mỗi người làm một công đoạn. Tất cả các công đoạn là làm bằng thủ công, làm bằng tay. Một ngày chừng khoảng 100 cái, một tháng là 3.000 cái. Chiếc đèn lồng phố hội chính là sự kết tinh giữa văn hóa Việt, Hoa, Nhật Bản ở Hội An từ 400 năm trước. Tiếp thu kỹ thuật từ những chiếc đèn xưa, người Hội An đã không ngừng mày mò cải tiến cách làm để biến tấu những chiếc đèn lồng Hội An ngày càng đẹp và đa dạng về mẫu mã hơn. Khi xưa là ông bà cũng có làm rồi, giờ mình làm mình treo, mình trang trí. Khách du lịch họ thấy đẹp và sao họ mua thì mình làm là nghề luôn. Làm nghề. Thì khi xưa vẫn có một hình tròn không? Sau nay họ mới làm là nhiều kiểu, hình tròn, hình tỏi, bánh ú, quả na, hình trụ. Nói chung là bất cứ mẫu mã nào mà khách yêu cầu mình cũng làm được hết. Làm nên chiếc đèn lồng không đòi hỏi quá nhiều công đoạn cầu kỳ, chỉ cần sự khéo léo và tỉ mẩn của người thợ. Đầu tiên là làm khung tre từ tre già, được ngâm với nước muối từ 10 đến 15 ngày để chống mối mọt. Cuối cùng, người thợ sẽ dùng tay khéo léo chỉnh sửa để có một khung đèn cân xứng. Công đoạn cuối là bọc vải, tùy từng loại đèn mà người thợ sẽ sử dụng chất vải khác nhau. Bọc vải thì mình dán lớp trong, sau mình dán lớp ngoài mới được. Có nhiều vải, vải treo ngoài trời, treo trong nhà, vải lụa ta tăm. Theo yêu cầu của khách, mà khách họ thích cái lụa vải cái loại nào thì mình làm cái đó. Treo ngoài trời thì mình treo mấy cái loại mà vải phi trân rồi thì bền hơn, còn vải lụa ta tằm thì chỉ treo trong nhà thôi. Mỗi một màu sắc và kiểu dáng của đèn lồng đều có ý nghĩa riêng biệt. Những ngày rằm, người dân phố hội chuộng treo đèn lồng vàng bởi đây là màu đặc trưng của nhà Phật. Riêng dịp hiếu hỉ, màu sắc chủ đạo lại là đỏ. Còn ở kiểu dáng, người Hội An thích treo đèn tròn bởi theo quan niệm dân gian, chiếc đèn lồng dáng tròn là biểu tượng mang đến nhiều sự ấm áp, yên bình và may mắn cho ngôi nhà.